tuổi thơ trôi như giấc mơ, kỷ niệm trường xưa đã qua đâu ngờ, một thời học sinh dấu yêu, nào ai qua đi không gì luyến lưu. Từng trang lưu bút viết nên bao điều, gợi lại lòng tôi nhớ nhung sớm chiều. Dù cách xa, tình sẽ mãi không phai nhòa. Ngày từng ngày vội vàng trôi qua, ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm. Lời dịu dàng hiền hòa thiết tha, tâm huyết cô thầy khuyên dạy. Tham tâm nguyện một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương. Mà chia tay muôn phương cách xa, bạn ơi chớ quên. Thầy cô cho em lớn khôn, từng lời thầy em viết trong tâm hồn. Bài học ngày xưa khó quên, hành trang ngày nay cho đời ấm êm. Thầy bài bạn ơi có nơi phương nào, dặn lòng đừng quên dấu yêu hôm nào. Trôi qua ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm, lời dịu dàng hiền hòa thiết tha, tâm huyết cô thầy khuyên dạy. Thầm tâm nguyện một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương. Mà chia tay muôn phương cách xa, bạn ơi chớ quên. Một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương, mà chia tay muôn phương cách xa, bạn ơi chớ quên. Sẽ nhớ hoài kỷ niệm trường xưa đã qua, sẽ nhớ hoài ôi từng ngày thơ. Bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn
mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho sáng trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Thưa thầy cô, thưa quý phụ huynh, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, hôm nay về với trường và tổ chức kỷ niệm 35 ngày ra trường để khoác vui với chương trình văn nghệ, thì em xin gửi tới quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể quý vị và các bạn một nhạc phẩm của nhạc sĩ Xuân Phương, bài hát mang tên Mong ước kỷ niệm xưa. Đúng là bài hát của nhà trường, của thầy, của trò. Vâng ạ. Cây nhà lá vườn, em cũng gọi là màu mạc. Vâng ạ, xin được trình bày ạ.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy các cô, thưa toàn thể các bạn, đây là chính là những hạt nhân văn nghệ của lớp em và do cô Trần Kim Thu, giáo viên chủ nhiệm đã dày công tâm huyết để đào tạo ạ. Chúng em xin trình bày một bài hát và kính mời cô lên hát cùng với chúng em. Đó chính là bài Tiền Hát Trường. Thank you.
vào các phần sau. Sau đây chúng em xin phép vào chương trình gặp mặt. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn yêu quý, rất vinh dự cho chúng em hôm nay được dẫn chương trình trong buổi giao lưu gặp mặt 30 năm ngày ra trường của lớp E, trường phổ thông trung học, nay là trường trung học phổ thông Yên Mỹ, niên khóa 1988-1991. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Cho phép em được thay mặt tập thể lớp xin gửi tới các thầy cô, các quý vị đại biểu và toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Một lần nữa xin chúc cho buổi lễ của chúng ta được thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn, trăm năm nước chảy đá mòn, ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa. Sau bao ngày xa cách, hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi, chúng em đã tề tựu đông đủ về đây trên chính ngôi trường tư dấu, nơi hơn 30 năm trước đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, một tình bằng hữu sâu sắc vững bền, để cùng nhau long trọng tổ chức gặp mặt giao lưu 30 năm ngày ra trường của cựu học sinh lớp E trường phổ thông trung học Yên Mỹ niên khóa 1988-1991. 30 năm một khoảng thời gian tuy chưa dài để viết lên lịch sử, nhưng đã có ý nghĩa thật lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của cựu học sinh lớp E 1988-1991 trường phổ thông trung học Yên Mỹ, đồng thời là một điểm nhấn đậm nét về tình thầy trò, tình bạn của những con người đã và đang phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ khắp mọi miền đất nước và cả nước ngoài. Kể từ ngày lớp chúng ta chia tay các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, rời xa mái trường thân yêu, nay đã trải qua 30 năm có lẽ. Và cũng gần với thời gian, mỗi chúng ta đều bị cuốn theo dòng xoáy với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, cùng nhiều thứ đáng nhớ và đáng quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng trong mỗi người chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường phổ thông trung học Yên Mỹ thân yêu. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng của chúng ta một nỗi niềm bồi hồi xúc động. Chúng ta mong muốn được trở lại mái trường yêu dấu để thêm một lần nữa được gặp lại thầy cô và các bạn. Chính vì lẽ đó, hôm nay lớp E chúng em tổ chức gặp mặt 30 năm xa cách để thỏa nỗi niềm mong nhớ và những tâm tư tình cảm đó. Và đây cũng chính là lý do của buổi gặp mặt hôm nay. Đề nghị các quý vị đại biểu, các thầy cô và toàn thể các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn. Đến dự và chung vui với tập thể cựu học sinh lớp E hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, chúng em xin trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của các thầy cô giáo, thầy Nguyễn Ngọc Luân, hiệu trưởng nhà trường, cô Lưu Thu Lan, phó hiệu trưởng nhà trường, để chúng ta đi lên chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Trịnh Xuân Tài, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Thầy Phạm Xuân Chi, giáo viên môn văn, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Thầy Nguyễn Huy, giáo viên môn lý. Cô Trần Minh Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 10, lớp 11. Cô Vũ Thị Kẻ, giáo viên chủ nhiệm lớp 12. Cô Nguyễn Thị Ân, giáo viên môn sinh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía các phụ huynh, em xin trân trọng giới thiệu có bố Nguyễn Thanh Thiết và mẹ Phạm Thị Mùa thay mặt cho các phụ huynh cũng đã đến dự cùng với chúng ta ngày hôm nay. Để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng ta hãy nồng nhiệt chào đón các bạn cùng gia đình cựu học sinh lớp E niên khóa 1988-1991 và đặc biệt xin trân trọng chào đón những người bạn đang làm ăn sinh sống xa quê với tinh thần trách nhiệm của thành viên lớp E đã cùng gia đình vượt chặng đường dài hàng trăm, hàng nghìn cây số về đây để tham dự ngày vui và trọng đại này. Xin trân trọng chào đón. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn, về dự với buổi gặp mặt hôm nay, các quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn đã dành cho lớp E chúng em những tình cảm chân thành, nồng ấm cùng những bông hoa tươi thắm nhất. Sau đây em xin trân trọng giới thiệu các
các thầy các cô trong ban giám hiệu nhà trường, thầy Trịnh Xuân Tài, nguyên hiệu trưởng nhà trường, các thầy các cô lên bàn hoa. Xin mời bạn Nguyễn Văn Nguyên, bạn Nguyễn Thị Kim Thúy lên nhận hoa. Xin mời các thầy các cô ạ. Chúng em xin trân trọng các thầy các cô trong ban giám hiệu nhà trường và các thầy các cô đã hình dung cùng lên sân khấu để tặng hoa cho lớp chúng em ạ. Hôm nay có nắm hoa và quà của chủ tịch nước.
Một lần nữa xin trân trọng chào mừng và cảm ơn các vị khách quý, các quý thầy cô và các bạn đại diện cho trường và lớp đã dành thời gian tình cảm về dự buổi gặp mặt kỷ niệm 35 ngày ra trường của thư học sinh lớp 12E. Xin kính chúc các quý vị, các thầy cô và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc cho buổi gặp mặt chúng ta hôm nay long trọng và thành công tốt đẹp. Và hơn thế nữa, cuộc hội ngộ hôm nay
còn là minh chứng cho khát vọng tri ân công lao dạy dỗ của các thầy cô trong mối quan hệ máu thịt, cho tình bằng hữu kim đao gắn kết không thể phai mờ của tập thể lớp 12E. Trong buổi hội ngộ lớp hôm nay, theo thông tin tổng hợp từ ban tổ chức, có hơn 40 bạn về tham dự. Một số bạn vì điều kiện công tác gia đình, vì thời gian, vì đường xa cách trở mà không về dự hội lớp được cùng chúng ta. Chúng ta thực sự cảm thông, chia sẻ cho hoàn cảnh riêng của mỗi người và mong rằng các bạn vẫn giữ mãi trong lòng tình cảm sâu nặng với trường cũ, thầy cũ, bạn xưa. Kính thưa thầy cô, quý vị cùng các bạn, hơn 30 năm nhìn lại, cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi, nhưng chúng ta không thể nào quên được những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường cấp 3 Yên Mỹ. Vẫn còn đây, đầy áp trong ta những hình ảnh hộp mặt thân thương của hôm nào. Ngày ấy, cơ sở vật chất của nhà trường còn khá đối đơn sơ, giản dị. Chỉ có mấy dãy nhà lớp học, khu nhà hiệu bộ, khu tập thể cấp nhà cấp 4, chưa có phòng học, nhà đa năng, khu hiệu bộ hiện đại như bây giờ. Nhưng, và những con đường đến trường chủ yếu là đường đất, đường cấp phối. Nhưng chúng ta đã được sưởi ấm bằng tấm lòng cao quý, bằng sự dạy dỗ chỉ bảo tận tình của thầy cô, những người đã gieo mầm định hướng cho chúng, cho những ước mơ hoài bão để hun đúc lên trong chúng ta ngọn lửa của ý chí, của khát vọng và yêu thương. Ba năm gắn bó dưới mái trường thân yêu với bao kỷ niệm buồn vui đã trở thành một thứ hành trang không thể thiếu được trong cuộc đời của mỗi chúng ta. 30 năm đã trôi qua, chúng ta không thể nào quên được những giờ lên lớp của các thầy, các cô. Chúng ta không thể quên những vóc dáng cao gầy, từng giọng nói, từng nụ cười và những lời giảng truyền cảm của cô Thu, cô Kẻ, cô Yến, cô Lan, cô Ân, thầy Tấn, thầy Chi, thầy Hạc và rất nhiều các thầy cô khác. Chúng em thật xúc động và chân thành cảm ơn các thầy cô đã dành sự quan tâm với những tình cảm đặc biệt cho chúng em. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng các thầy cô vẫn cố gắng tới đây để chung vui với ngày hội lớp. Chúng em xin gửi lời cảm ơn trân trọng vì tất cả sự tận tụy, dạy dỗ và điều dắt của các thầy cô trong những năm chúng em học tập dưới mái trường cấp 3 Yên Mỹ này. Giờ đây, khi đã trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc đời, chúng em mới hiểu sâu sắc thế nào là công lao thầy cô. Cả cuộc đời đã cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho nghề dạy học, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Chúng em đã hiểu trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng các thầy cô đã vượt qua tất cả để dạy tốt, để luôn giữ được sự hưng phấn, say mê cho mỗi lần đứng trên bục giảng, truyền thụ kiến thức cũng như dạy cho học sinh đạo lý làm người. Các thầy cô là một biểu tượng trong sáng của một tấm lòng tận tụy, tất cả vì học sinh thân yêu. Chúng em cũng đã hiểu sự trưởng thành của học sinh là mục đích duy nhất, là nguồn gốc của mọi trăn trở, là động lực lớn lao. Nhất đối với công việc hàng ngày của các thầy cô, chúng em luôn tự hào một thời đã được làm học trò của ngôi trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, luôn vượt qua mọi khó khăn. Đây là một ngôi trường chí tình, chí nghĩa, đã đào tạo lên nhiều thế hệ học trò có ý chí, có nghị lực, luôn gắn bó với nhau, biết trân trọng nguồn cội, trân trọng công lao thầy cô. Ơn thầy biển rộng vô bờ, biển bao nhiêu nước cho vừa biển ơi, đại dương có lúc đầy vơi,
tấm lòng thầy mãi sáng ngời nhân gian. Nhưng đến hôm nay, có thầy giáo, cô giáo của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi, trở thành người tiên cổ. Trong giờ phút này, chúng ta xin được nghiêng mình thành kính nhớ đến thầy cô yêu quý của chúng ta, dù không còn nữa, nhưng hình ảnh của thầy cô vẫn còn trong trái tim của mỗi chúng ta. Chắc ở một nơi xa nào đó, thầy cô vẫn thầm phù hộ cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất. Kính thưa các thầy cô, quý vị cùng các bạn, tốt nghiệp cấp 3 năm 1991, gần 50 học sinh lớp E Ninh Hóa 1988-1991, mỗi người đều mang một ước mơ, một khát vọng. Người thì vào quân đội, công an, người thi đỗ vào đại học, cao đẳng, trung cấp, người thì ở lại địa phương lao động. Mỗi người một ngày, một nghề, một hoàn cảnh, một số phận. Chia tay ngày ấy cách đây hơn 30 năm. Khi ấy tóc chúng ta còn xanh, bây giờ rậm rạp, có người đầu đã bạc. Thật bùi bùi và xúc động khi có bạn đã ra đi mãi mãi. Trong số học sinh lớp E niên khóa 1988-1991, nhiều bạn đã thành đạt, hiển vinh, giàu có. Nhiều bạn đã và đang giữ những cương vị quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học hay là một doanh nhân thành đạt. Vì vậy, ở đâu đó vẫn còn những bạn vất vả, nhọc nhằn, còn nhiều lo toan, trăn trở. Nhưng gặp nhau tại đây, chúng ta không phân biệt giàu nghèo, địa vị cao thấp. Tất cả vẫn là bạn của nhau như ngày nào, vẫn là học trò của trường cấp 3 Yên Mỹ năm xưa. Năm 2016, chúng ta đã tổ chức thành công cuộc hội ngộ lớp 25 năm. Từ đó đến nay, lớp của chúng ta hoạt động rất sôi nổi với những hoạt động như thăm hỏi các bạn khi ốm đau, việc thiếu, việc gì, chia sẻ, giúp đỡ, động viên những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta thực sự tự hào và chúc mừng cho những thành công của các bạn trong lớp, chia sẻ cảm thông cho những bạn còn kém phần may mắn và cầu mong cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui, mãi mãi yêu thương, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và mãi mãi nhớ về một thời đèn khách. Dẫu rằng xa cách núi sông, mái đầu đã bạc nhưng lòng chẳng quên. Một thời cổ học mà lên cấp ba Yên Mỹ ơi, lại càng thêm ân tình. Vâng, từ ngày tốt nghiệp cấp 3 Yên Mỹ tới nay đã hơn 30 năm. Nhiều bạn đã đến chúc ông, chúc bà, vui cùng các cháu đội, cháu ngoại, có con cái trưởng thành, có đôi hiền, để thảo. Chúng ta thật ấm lòng khi ai cũng có một công việc chính đáng và có một cuộc sống dẫu chưa thực sự thời gian, nhưng hạnh phúc cũng đủ đầy. Cuộc sống của chúng ta, con đường chúng ta đi vẫn đang trải dài ở phía trước. Ai cũng có những khát vọng, những đích đến. Ai cũng mong muốn một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Hy vọng 5, 10, 20 năm và nhiều năm sau nữa, gặp lại chúng ta sẽ có nhiều tâm sự mừng vui hơn những gì mà chúng ta đã đạt được ngày hôm nay, để chúng ta kể cho nhau nghe cuộc gặp gỡ đầy ắp ân tình như ngày hôm nay. Ngày hôm nay vui vẻ biết bao nhiêu, ngày kỷ niệm với bao điều đáng nhớ. Gặp lại nhau giữa khung trời rộng mở, khói ngập đường để gỡ ngỡ nắm chặt tay. Mình xa nhau cũng đã biết bao ngày, giờ gặp lại thấy hên đi mẹ thắm. Xúc động lắm, nhiều bạn xa ngàn dặm,
vẫn trở về gửi gắm những yêu thương. Bạn bè ơi, dù đi khắp nẻo đường, lòng vẫn thấy vấn vương nhiều đến lạ. Giữa trời đông mà chẳng còn băng giá, thấy ấm lòng quên cả những lo toan. Gửi cho nhau lời cầu chúc vẹn toàn, để sức khỏe chứa chan niềm hạnh phúc. Mãi bên nhau dẫu cuộc đời trong đục, bạn với mình cùng hát khúc tình ca. Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh, quý vị cùng toàn thể các bạn, cuối cùng trước khi ngừng lời, thay mặt cho toàn thể các bạn trong lớp E, xin được cảm ơn sự hiện diện của các thầy cô, các bậc phụ huynh, các anh chị rể dâu, các con của 12 em. Xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn trong ban liên lạc lớp A, lớp G, lớp H của quý vị và các bạn. Xin được chân thành cảm ơn các bạn trong ban tổ chức và rất nhiều các bạn khác đã rất tích cực trong công tác tổ chức để chúng ta có được cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này. Chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu nhà trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đã tạo điều kiện thuận lợi để buổi gặp mặt lớp E của chúng em ngày hôm nay được diễn ra tốt đẹp ngay tại chính ngôi trường cấp 3 Yên Mỹ thân yêu này. Một lần nữa, chúng em xin được tri ân các thầy cô, chúc buổi gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Mọi thứ đều có thể thay đổi và mất đi, nhưng tình bạn tuổi học trò là còn mãi. Kể từ ngày lớp 12 chúng ta chia tay các thầy cô, bạn bè, rời mái trường thân yêu, đến nay đã thấm thoát 30 năm. Và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta đều cuốn theo dòng xoáy cuộc đời, với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, đáng nhớ và quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, mỗi chúng ta không thể quên được những ngày còn ở chung dưới mái trường thân yêu này. Nỗi nhớ thời áo trắng đã được nhà thơ Hoàng Liệt Cầm viết. Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế, bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Và ngay sau đây, em xin trân trọng kính mời các thầy, các cô, mời các bạn cùng lớp E chúng em ôn lại những hình ảnh kỷ niệm ngày xưa về tập thể lớp E và về mái trường yêu dấu qua video mang tên Tìm Về Kỷ Niệm. Xin trân trọng kính mời. Yeah.
Kính thưa các thầy các cô, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn, có lẽ chính vì tình yêu tuổi học trò, sự kính trọng và lòng biết ơn vô bờ bến dành cho các thầy các cô không chỉ niên khóa 1988-1991 mà còn với tất cả các thầy cô đang và đã công tác tại trường trung học phổ thông Bình Mỹ, đã thôi thúc tập thể các em chúng em tổ chức buổi gặp mặt giao lưu như hôm nay và làm một cái video ý nghĩa như vừa rồi. Trong suốt 30 năm vừa rồi, còn nữa xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô, quý đại biểu và toàn thể các bạn. Tiếp theo chương trình của xin mời bà Nguyên lên hát một bài. Xin chào, trân trọng giới thiệu cùng với toàn thể lớp mình có bạn Ti ạ. Cựu học sinh lớp hát thay mặt cho ban liên lạc của lớp hát đến chung vui với tập thể lớp hai chúng mình. Và sau đây xin trân trọng kính mời bạn lên sân khấu có nắng hoa tươi thắm để gửi tới tập thể lớp em. Và xin mời bạn Uyên, bạn Hoạch và bạn Thủy sẽ lên nhận hoa. Và nếu để đi, khi đi ra đây nó còn đang là một ngày khoảng có bưng thùng nước ra đây, tức là cháu Trần ngồi với nhau bắt mất bao nhiêu tiền đi đây chúng ta cùng nhau có tay phần lớn để cảm ơn tình cảm của các bạn cùng chung khối ạ. Quá nhỉ, xin cảm ơn bạn Vi và quý vị và các bạn. Thế thì khi mà em xuất hiện ở trên sân khấu thì có một số thầy cô, một số bạn. Tại sao lại tên là Uyên? Thì em cũng xin giải thích như thế này. Khi mà học dưới mái trường cấp 3 Mỹ mình thì em tên Uyên. Khi mà đi học tại đại học cũng như là đi công tác thì mình có tên là Vân. Đó, bởi vì là chung tên với thầy Nguyễn Ngọc Lân, em là Nguyễn Thành Luân. Và đấy là khi mà đi học đại học cũng như là tham gia công tác thì em có tên đó. Vâng ạ, vì là cũng có nhiều dịp được dự họp chia sẻ cùng với thầy Chi. Vâng ạ, cũng như là thầy Lân và các thầy cô là chương trình. Em xin trình bày một nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Hoàng, cũng nói về tình bạn và nó nảy sinh một cái tình cảm rất đặc biệt trong cái tình bạn đó ở dưới mái trường. Đó là bài hát mang tên Phượng Hồng. Em xin được một tràng pháo tay cổ vũ trước ạ. Thank you.
đó là cái tình cảm thân, và nó bài hát này là nó có nên cái câu chuyện của mình, và là cảm xúc ta nên không nói nó chật từ nhưng mà nó là như vậy đấy. Cảm động, không biết nói gì hơn. Cảm ơn các em đã cho cô gặp lại, trở lại mái trường hôm nay. Về dự với các em hôm nay thì cô rất xúc động về kết quả thành tích các em đã phấn đấu trong 30 năm qua. Thực sự cô rất xúc động vì một số em đã phấn đấu không ngừng và có những vị trí nhất định trong
trong xã hội và một số em ở nhiều cương vị lãnh đạo khác. Và chúc các em là ngày càng phấn đấu hơn nữa. Cùng với sự phấn đấu của các em thì hôm nay cô cũng chia sẻ với các em và cùng với toàn thể các thầy, các cô và các ban phụ huynh. 1997 cô rời mái trường Yên Mỹ chuyển ra Hà Nội. Thì cái cơ duyên được chuyển ra Hà Nội là cô chỉ ước mơ là chuyển về cái trường Trưng Vương của ở trên gần Hà Nội thôi. Cô đã xin được quyết định về trường Trưng Vương rồi, ra đến cổng trường, à cổng sở, ngồi ở đấy uống nước để đi về. Thì rất may là gặp thầy Chi và thầy Tung. Hai thầy bảo tại sao cô lại xin về trường Trưng Vương, mà trường Trưng Vương thì cô mới về thì làm sao mà em chỉ muốn là về gần Hà Nội là được thôi, thì đi cho nó gần, chứ bây giờ về Mỹ thì nó xa quá. Thế rồi được lời khuyên của thầy Chi và thầy Tung, lúc đó thì gặp tại sở, thế là cô lại trả lại cái quyết định đó và cô đi về. Và rất là cảm ơn ngày hôm nay là được đứng đây một bạch những tình cảm, và rất là cảm ơn ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, nhất là thầy Tài đã giúp em, đã được những ngày mà làm việc ở Hà Nội mà lúc đó mà chưa được chuyển ra Hà Nội, nhưng mà thầy đã tạo điều kiện và ban giám hiệu trường Trung học phổ thông đã tạo điều kiện để chuyển ra. Và cũng là một cơ duyên khi mà có một cái sau đó em chuyển về trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, chuyển trường học phổ thông Nguyễn Tất Thành để dạy được 3 năm. Và trường đó yêu cầu là phải có thạc sĩ thì mới được biên chế, còn không thì là không có biên chế và chỉ mới là hợp đồng thôi. Sau và lúc bấy giờ là vẫn là biên chế của trường Trung học phổ thông Mỹ. Và sau 3 năm đó thì cái cơ duyên về trường Yên Mỹ, hội trường năm ấy thì gặp lại thầy giáo cũ và cũng xin được cái địa chỉ của các bạn cũ, cái thầy của trường đại học sư phạm cũ và đang làm ở phòng tổ chức của bộ. Thế là thầy giúp về trường Trung học phổ thông Đống Đa từ 2000, năm 2000 và biên chế lại Trung học phổ thông Đống Đa. Và sau đó thì cũng cùng với các em, cô cũng nỗ lực phấn đấu không ngừng. Mà nếu mà mình không nỗ lực không ngừng đó, mà nếu không nỗ lực thì không tồn tại được. Và cô cũng quyết tâm, ngày đó là chưa có cái phong trào mà dạy trắc nghiệm môn toán bằng ba voi. Cô đã xung phong để dạy trắc nghiệm bằng ba voi, bây giờ học cả vi tính. Mà học vi tính thời đó, vi tính bây giờ là rất xa xỉ, chứ không phải là bây giờ các em là cái vi tính đơn giản với các em. Nhưng mà cái thời đó là cái vi tính rất xa xỉ. Thời đó cô đã quyết tâm học và dạy toán bằng ba voi, bằng trắc nghiệm theo phong trào lúc đó. Và được VT1 truyền hình Hà Nội, à thường VT1 của Trung ương đến chụp và đăng tin ngày đó. Và sau đó một năm thì cô được lên là tổ trưởng của toán của trường Trung học phổ thông Đống Đa. Và sau 3 năm thì cô được lên làm hiệu phó của trường Trung học phổ thông Đống Đa cho đến lúc về năm 2013. Đấy là cái phấn đấu cùng với các em trong 35 năm qua. Hôm nay có dịp để một bạch để các em biết là cô cũng phải phấn đấu để tồn tại được. Và hôm nay rất là vui mừng phấn khởi gặp lại các em. Và cô thắc mắc là tại sao bạn Luân, Nguyễn Thành Luân và em là Nguyễn Thành Luân mà cô không hình dung ra được các trưởng của mình là Nguyễn Thành Luân. Không có được lại trí nhớ mà tại sao mà Nguyễn Thành Luân cũng chưa chủ nhiệm khóa nào có Nguyễn Thành Luân cả. Sau đó em bảo là em là Uyên, thì cô hình dung ra luôn là lớp trưởng và bí thư, à lớp phó phụ trách học tập là Nguyễn Trung Thủy, à Thủy Trung.
và bạn Hữu liên lạc với cô hình như có biết tên rồi nhưng bây giờ cô chưa nhớ mặt. Thế còn tất cả các em từ lúc cô đến bây giờ cũng nhìn mà cô chưa nhắc được tên của ai cả thì nhớ được lớp trưởng và lớp phó thôi, và bạn Hữu nhiều thì nhớ tên nhưng mà và một số bạn lúc đón cô ở ngoài cổng. Thế mà hôm nay là cô về đây cũng bộc bạch được những cái tình cảm và quá trình phấn đấu 30 năm qua của cô và các em cùng với các em, và có một số thành công nhất định. Thì hôm nay một lần nữa cảm ơn ban giám hiệu trường trung học phổ thông Yên Mỹ đã tạo điều kiện cho em được như ngày hôm nay, là cũng nhờ ban giám hiệu tạo điều kiện giúp đỡ thì mới chuyển được ra được, chứ còn nếu mà không giúp đỡ không bây giờ thì cũng không thể ra được. Và cũng cảm ơn các em hôm nay cho cô được gặp lại các em sau 30 năm. Chúc các em thành công và thành công hơn nữa trong sự nghiệp và trong mọi lĩnh vực công tác. Và chúc phụ huynh của lớp chúng ta là ngày càng phát triển. Xin cảm ơn. Vâng, thay mặt cho tập thể lớp 12 em, chúng em xin trân trọng cảm ơn tình cảm của cô đã dành cho chúng em. Kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn. Chia tay lớp 10, lớp 11, chúng em lên lớp 12. Chúng em nhận được đàm chào đón cô chủ nhiệm mới, đó chính là cô Vũ Thị Kèo. Và tập không phải là tập thể lớp em nói riêng, mà các học sinh trong trường trung học phổ thông Yên Mỹ hồi đó nói chung đều gọi với một tiếng rất thân thương, đó là U Kèo. Kính thưa các đoàn thể cô giáo, kính thưa các trợ lý đại biểu cùng toàn thể các em học sinh của lớp E. Mặc dù là tôi chỉ chủ nhiệm lớp có một năm thôi, nhưng mà tình cảm của các em đối với tôi rất là tốt, các em rất là quý mến và tôi cũng rất là quý mến các em. Bởi vì nhìn chung ấy thì tôi thấy các em đều rất là ngoan và rất là chủ động trong các cái công việc của nhà trường đấy, của lớp. Tôi không phải nhắc nhở nhiều đấy. Như vậy là các em rất là ngoan, đấy là cái nền tảng mà cô Thu đã dày công giáo dục và giúp đỡ nên các em rất là tốt. Và sau một thời gian là hơn 30 năm chúng ta xa trường, xa lớp, thì qua cái báo cáo của bạn lớp trưởng ấy, của bạn Uyên ấy, thì tôi thấy là các em đã có rất nhiều cố gắng và đạt được rất nhiều những cái thành công. Có nhiều em là những cái bác sĩ giỏi được công tác ở viện 7 của Hải Dương, rồi là bệnh viện 354 của Hà Nội, rồi nhiều em là những cái doanh nhân thành đạt, những cô giáo, thầy giáo và cũng là nằm trong ban giám hiệu của nhà trường. Như vậy các em đã có rất nhiều những cái thành công đáng phấn khởi. Thế thì điều đó ấy là cũng chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi. Thế là tôi chỉ có mong muốn như này, là mong các em ấy sẽ cố gắng hơn nữa. Cố gắng hơn nữa để đạt được những cái thành công lớn hơn nữa. Bởi vì bây giờ thì các em đang ở cái tuổi rất là sung sức, 48-50, như vậy cái thời kỳ rất là sung sức. Thế đồng thời với cái chuyện với cái việc mà chúng ta gặp mặt để ôn lại những cái kỷ niệm xưa thì chúng tôi thấy như này, là chúng ta lại được chứng kiến cái sự thay đổi lớn lao của trường Yên Mỹ mà nơi chúng ta đã học tập gắn bó.
từ những cái ngôi trường đấy mà chúng ta đã được xem ở trên video đấy, thì ta thấy là gì, nền đất này rồi đường đi lối lại là nói chung là rất là khó khăn lầy lội, nhất là những khi mưa về đấy. Thế nhưng bây giờ chúng ta đang được ngồi trong một cái mái trường như vậy rất là to đẹp khang trang, đường đi lối lại rồi là đều bê tông, thế rồi là nền thì cảnh quan, rồi là quạt, rồi điều hòa là rất là đầy đủ. Như vậy chúng ta cũng rất là phấn khởi bởi vì môi trường mà chúng ta đã học cái thời gian trước thì so với bây giờ chúng ta đã có thể nói là thay đổi rất là nhiều, rất là lớn. Thì cái sự đóng góp vào cái sự thay đổi này thì tôi nghĩ rằng như này là có sự đóng góp của cũng một phần là cũng có sự đóng góp của các em này, các em cũng đóng góp một phần nào đối với cái sự thay đổi của nhà trường. Như vậy chúng ta có thể rất là tự hào, có thể tự hào là một học sinh của trường Yên Mỹ này. Thế trường Yên Mỹ của chúng ta không những thay đổi về về các cái phong cảnh, về các cái đẹp hơn, cái rồi khang trang hơn, mà trường chúng ta còn thay đổi rất nhiều về chất lượng. Đấy. Trường Yên Mỹ chúng ta cũng đã đạt là cái trường chuẩn quốc gia. Thế như vậy đấy cũng là một cái điều rất là tự hào. Mỗi khi chúng ta trở lại trường, mỗi khi chúng ta nhắc lại trường. Đấy. Thế có lẽ là cái lời cuối cùng chúng tôi cũng muốn là chúc các thầy cô giáo, thế rồi là các vị đại biểu cùng toàn thể lớp em, rồi lớp G, hình như cũng có em ở lớp G cũng đã đến đây. Đấy, các em ở những em ở lớp khác đấy, các bạn lớp khác cũng đến đây. Thế thì tôi chúc cho tất cả các vị đại biểu, các thầy cô giáo, rồi các em là mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thế ạ. Chúng em xin trân trọng cảm ơn tình cảm của cô dành cho chúng em. Chúng em xin kính chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Về dự kỷ niệm 35 ngày gặp mặt của cựu học sinh lớp 12A hôm nay, thầy Nguyễn Huy Ý, giáo viên môn Ý, có tình cảm của mình muốn gửi gắm tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể. Các bạn xin trân trọng kính mời thầy. Hôm nay đến đây mình cảm thấy như trở lại bao nhiêu. Tất cả các em đều là ông bà mới cứ là sư em, rõ ràng là không thông qua cách đây 30 năm thì là các em. Cho nên đến đây cảm thấy như thế là rất là vui. Mà cái thế hệ của các em cũng là hơn hẳn biết là bây giờ mới mà không thể tổ chức được thế này đâu. Và đây cũng là cái thế hệ trước, chỉ có cái lớp này mới là lớp tổ chức được. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Đây là một thực tế chứ không phải thay bên các em thôi nhá. Đây là bên các em. Thầy bây giờ thì về mới tham gia thì cũng sinh hoạt nhiều cái tổ chức. Đây là thầy này là giám là chủ tịch của hội cựu giáo chất ở Yên Mỹ mà thành lập được. Chính thầy xuất thân lên gặp bộ trưởng Phạm Minh Hạ để xin chỉ tiêu và thành lập hội đấy về cái sau đó thành lập được thành lập, chứ không phải là đi từ trường lên là phải xin ý kiến của huyện rồi của tỉnh như các cái. Nhưng mà đây lên tận nơi thì thầy Phạm Minh Hạ bảo rằng các anh cứ về tổ chức đi, cứ xây dựng một cái hội tình cảm cho nó thôi. Thế về thì thầy ta cũng thấy nhất luôn làm chủ tịch, thầy chỉ là phó chủ tịch thường trực, thầy đây cũng được là cái chân phó chủ tịch của sách tổ chức. Nói như là đồng nguyên, cho nên hôm nay đến đây như thế cũng đáng nhận đến các đồng nguyên.
ba đứa con trai, ba đứa con gái, người cháu mỗi cháu ngoại mấy chục rồi nhưng mà chẳng làm con gì, mỗi người đẹp ra là cái hôm nay cũng cố gắng đi thật như thế nào. Cái hôm nay đến đây thì đúng là hôm nay là cái ngày vui, rất vui chứ không phải là rất vui chứ không phải là chỉ có ngày vui, nhưng mà vui nào chia tay, vui nào rồi cũng phải chia tay chứ không thể kéo dài được. Mà sống lâu thì lại cứ có nguyên giác 103 vợ tổng chưa thương kinh tổng bí thư, nghĩa là đây còn còn 104 tuổi cũng phải coi là cũng phải ra đi, cho nên là sống lâu cũng phải có ngày ra đi. Mà đời người thì có lúc sầu binh không thể không tình yêu có lúc có khi ngỡ ngàng, vợ chồng có lúc ngỡ ngàng. Những cặp có vợ có chồng tôi có tôi yêu tôi cũng cứ tưởng cặp chồng có đúng không? Chứ không bảo như ngày xưa thầy chỉ có biết dạy cái công tác của mình cũng thắc ô ở đây là ba nè. Có lúc bà và có nhà cái tổng xa không lo mình đang quay ra cái tận lưới mà thế nhớ thế là sau này có những người mà đi học đại học mà nhớ cái bà là có một nhưng mà thầy trò có trước có sau. Lúc đi học bây giờ thì về nó không làm công cha ơn mà không bao giờ quên được này. Thế các cậu cũng nói thử tất cả những cái đó tôi nói là thứ nào sai nhưng mà không phải là cái quy luật, nó chỉ là cái quy luật và cái quy luật đấy nói chung là nó là cái lẽ số ba và đấy cũng là cái nội dung của cái bản thơ thì phải tặng các em một tí nữa sẽ tặng các em mỗi người một bản. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta còn phải phấn đấu, đã thành đàn rồi còn phải phấn đấu nữa. Thầy bây giờ hôm nay lên đây học về đàn tạo các em còn phải học mãi, học học mãi còn phải học, học để làm gì, để làm người, không phải để làm quan, học để làm. Và một con người mong muốn nhất các em nhớ tám chữ, có tám chữ tâm sáng, trí cao, lực cường và đức tự. Nếu một con người này có một đủ tám chữ này đâu được thì em đi ra đây không cần biết cái đó nha. Bây giờ thì đi chú tìm hoàn cái thôi thôi nha, tí nữa mình phải tài rồi đấy.
Vâng, kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các quý vị đại biểu, cô toàn thể các bạn, những niềm vui nỗi buồn, những kỷ niệm ngày xưa cũng buồn về mãnh liệt hơn khi chúng em được nghe những lời phát biểu, đón nhận những món quà chân tình nồng ấm từ các thầy các cô. Thay mặt lớp, chúng em xin ghi nhận và ghi nhớ công lao dạy dỗ của thầy cô. Chúng em xin kính chúc các thầy các cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, để một chuyến tàu trở về thanh xuân của chúng em lại được chào đón các thầy các cô trong niềm vui hạnh phúc ở những ngày xuân hồng. Vâng, và dự kỷ niệm 35 của chúng ta hôm nay, bạn Đỗ Văn Hân đại diện cho ban liên lạc cấp Gào có lọ hoa chúc mừng, xin mời bạn lên tặng hoa, mời bà Quyên và bà Nhạn lên nhận hoa. Một lần nữa xin được trân trọng đón nhận và cảm ơn những tình cảm của các bạn dành cho chúng mình. Kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn. Cùng với các thầy cô thì cha mẹ luôn là người đồng hành cùng chúng con trên mọi chặng đường. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Và ngay giờ đây khi chúng con đã lớn, đã trưởng thành, có đứa đã trở thành ông, bà, nội ngoại, nhưng chúng con vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ, vẫn luôn muốn được nghe những lời căn dặn chỉ bảo từ cha mẹ. Và sau đây chúng con trân trọng kính mời cha Nguyễn Thanh Thiết thay mặt cho các phụ huynh lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời cha. Kính thưa các thầy cô giáo trường trung học phổ thông Nguyễn Thanh Thiết đang tại chức và đã nghỉ hưu, quý thưa toàn thể các cháu đồng môn của lớp 12 nhé. Là một phụ huynh học sinh của lớp, tôi rất vinh hạnh được tới dự lễ buổi họp mặt của lớp sau 30 năm. Niềm vui nhất là được thấy các cháu đã trưởng thành và thành đạt mọi lĩnh vực ngành nghề trong xã hội. Các cháu đã cống hiến một phần sức lực nhỏ bé cho quê hương đất nước để cùng đất nước đổi mới đi lên. Và các cháu đã không phụ công dạy dỗ của thầy cô những năm tháng học tập tại trường. Với tôi là một cán bộ quân đội phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, trước khi về nghỉ hưu thì công tác tại cục quân lực của tổng tham mưu bộ quốc phòng. Thời gian nghỉ hưu tại quê là xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ đã được 21 năm, tuổi đời đã được 77 mùa xuân. Lời đầu tiên tại buổi gặp mặt này, tôi xin chúc các thầy cô vui khỏe, hạnh phúc, lập nhiều thành tích trong việc truyền chữ trồng người. Chúc các cháu cùng gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và cuộc sống.
Nhân đây tôi cũng có mấy phần thơ của bác để chúc mừng mang tựa đề Ký ức mãi trường. 30 năm trở lại trường, tình người tình bạn thân thương của nàng, mãi trường lớp học yêu sao, thầy cô bài giảng biết bao ân tình. 30 năm ấy ta mình kỷ niệm ký ức thân tình, xưa kia màu hoa phượng đỏ màu cờ trước sân, nhớ nhau nỗi nhớ tan dần, đằng trong tình bạn thêm gần đến nhau. 30 năm vẫn tâm đầu kính thầy yêu bạn vui câu thao mạch, thời gian không thể lấp đầy bởi trong nước còn dày nhớ nhung. Bây giờ thỏa sức chấn phục danh nhân nhà giáo ta cùng dựng xây, ngành y nhất mấy nay lương tâm thầy thuốc tháng ngày đô quên, công lung minh vẫn vững bền cùng nhau vun đắp xây nên tình người. 30 năm bạn cùng tôi vỡ hòa kỷ niệm một thời bên nhau, vần vần đụng bắt đôi câu chúc nhau hạnh phúc bên nhau kết bạn. 30 năm vẫn vẹn toàn mừng vui chia sẻ ngập tràn tình thương. 30 năm một chặng đường để rồi mới nhớ lại đời thường chốn quê. Thưa quý vị, thưa hội nghị, với tư cách cá nhân tôi khi về nghỉ hưu tham gia ở câu lạc bộ thơ đường Dĩ An Hưng Yên, câu lạc bộ thơ huyện Nghi Lữ và làm chủ nhiệm câu lạc bộ người cao tuổi vô thơ xã Tân Việt, cũng xin chia sẻ một số phần thơ với quý đại biểu và toàn các cháu tại hội nghị này. Thật vậy, tuổi trẻ luôn nghĩ tới tương lai, người già luôn nhớ về quá khứ, nhớ đêm hội làng càng nhớ đến điều hát văn, nhớ đời quan họ của Điền Anh Điền Chị tại đình làng, nhớ đến các Điền Anh Điền Chị của làng quan họ rất yêu thương mà không được với nhau. Xin thưa và nhớ nhớ để những phần thơ đột nhất mang tựa đề tình làng dấu xưa. Ta lại tìm về quá khứ của ngày xưa, có phải chăng ở đó nhiều cái đắng, hay chỉ có một khoảng trời tĩnh lặng để ta tìm mãi trong đời. Ôi mấy chục năm kỷ niệm một thời, là ký ức chẳng thể nào phai nhạt, dù nơi đó trời có mưa nặng hạt, dù gió bắc thổi về lạnh buốt thì ra, ta vẫn đi tìm trong câu hát dân ca của cô quan họ lên hội làng thổ ấy. Em mời chầu ta đưa tay nhận đấy, nào cô cũng biết ăn chầu, nghe một nào nhấn máy đôi câu, người ở đừng về người nhé. Cho ánh mắt cho nhau nụ cười đẫm lệ, để lưu giữ trong tim nhung nhớ vô cùng, ta vẫn tìm còn bỏ cá riêng chung, xứ kinh bắc hồi đi trong mơ với em thời con gái. Và từ đó ta vẫn tìm trong mê mải một thời trái bóng cuồng si, đứng ở cuối chân dốc đời người rồi mà ta vẫn muốn đi tìm lại những gì còn mất. Cái vẫn còn là niềm tin sự thật, cái mất đi là gian khổ ác liệt chiến trường, còn lại gấp bội phần hạnh phúc yêu thương để tặng tình người tình yêu tình bạn. Và là người vũ thơ lại làm thơ nghiệp dư sinh hoạt ở câu lạc bộ thơ đường Dĩ An Hưng Yên và các câu lạc bộ khác, một sân chơi văn hóa văn minh trí tuệ lịch sử và đầy chất nhân văn. Khi tôi nghe một nhạc phẩm của một nhạc sĩ trong ca từ có những câu cắt nửa vầng trăng chặt đôi câu thơ bẻ câu cô bẻ đôi câu thơ, tôi thấy hơi chạnh lòng nên tôi viết bài thơ như sau. Đầu đề xin được em xin anh đừng cắt nửa vầng trăng để làm con trò nhỏ, bởi đêm trung thu có vầng trăng sáng tỏ soi rõ những gì của tuổi thanh niên. Và em ơi đừng suy nghĩ liên miên, đừng chặt đôi câu thơ, đừng bẻ đôi câu thơ để làm mái chèo lớp sóng, vì thơ bất luật khuôn quần nghĩa chân nghĩa bóng, em đỡ lòng nào làm hỏng mạch thưa anh em ơi giữa cuộc sống an lành hạnh phúc dâng trào niềm tin cháy bỏng, tự hào thay khi biển đông dậy sóng và khi gió nổi ầm ào trên dãy Trường Sơn chút bão dung và bất phận căm hờn cho những phút quyền nhào để làm nên chiến thắng, rút sạch đau thương hận thù cay đắng để có ngày nay đổi mới thần kỳ, để cho mỗi cuộc đời mỗi bước mỗi y duy tổ quốc thiêng liêng nó quy về một mối. Em thấy không, những gì anh nói là hạnh phúc bên nhau mãi mãi vững bền, là thủy chung để đáp tình thương là tất cả cho ngày mai tươi sáng. Xin cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn phụ huynh đã dành tình cảm đặc biệt cho chúng con, luôn giúp đỡ chúng con trong cuộc sống. Chúng con xin hứa tiếp tục
đoàn kết gắn bó xây dựng tập thể lớp ngày càng vững mạnh. Thầy cô chấp cánh ước mơ, cha mẹ chấp cánh cho đời bay xa, tương lai danh vọng ngày mai đó có được hay không của học trò. Hôm nay chúng ta các cựu học sinh lớp 12 em xin được tri ân các thầy cô giáo, dẫu cho hoàn cảnh có khó khăn thiếu thốn bao nhiêu về mặt vật chất, nhưng thầy cô vẫn rất tâm huyết và nhiệt tình, không những truyền thụ cho chúng ta đầy đủ các kiến thức theo chương trình mà còn tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh về ý chí, về nghị lực, về tư duy cuộc sống. Thầy cô đã cho chúng ta bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa và cách làm người. Và sau đây tập thể lớp em chúng em có món quà nhỏ là một cây bàn Đài Loan đã được trồng ở cổng trường để kính tặng trường trung học phổ thông Yên Lý, và một món quà nhỏ xin trân trọng kính mời cô đại diện cho ban giám hiệu nhà trường lên quà. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Ngọc Luân, hiệu trưởng nhà trường, cô Lưu Phương Anh, phó hiệu trưởng nhà trường lên sân khấu để nhận quà. Xin mời bạn viên lớp trưởng trường ban làm lên tặng quà. Và xin trân trọng kính mời các thầy các cô ạ. À, xin trân trọng được cảm ơn các thầy các cô trong ban giám hiệu nhà trường và xin chúc cho trường Trung học phổ thông Yên Mỹ chúng ta ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo lên sân khấu để nhận quà lưu niệm của chúng em. Xin trân trọng kính mời. Chúng em xin trân trọng kính mời thầy Trịnh Xuân Tài, thầy Phạm Xuân Chi cùng các thầy cô giáo sẽ lên sân khấu để nhận quà tri ân của chúng em ạ. Xin kính mời các bạn trong ban liên lạc của lớp 12E sẽ lên trao quà tri ân tới các thầy cô. Vâng, một lần nữa chúng em xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các thầy các cô. Chúng em sẽ luôn ghi nhớ công ơn của các thầy các cô. Và về dự với cuộc gặp mặt lớp E của chúng em ngày hôm nay thì ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Yên Mỹ có những ý kiến để trao đổi dặn dò chúng em, và sau đây chúng em xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Ngọc Luân, hiệu trưởng nhà trường sẽ nói đôi lời phát biểu của chúng em. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các em học sinh lớp 12E8891, những ngày này cách đây 30 năm thì các em rất tự hào mình là một thành viên của trường Trung học Mỹ, và cũng ngày này sau hơn 30 năm thì trường Trung học Mỹ lại rất tự hào về các em. Qua các bài phát biểu của em lớp trưởng cũng như của các thầy cô, tôi thấy rằng các em học sinh lớp E mỗi người một điều kiện, một hoàn cảnh, sau các em đã phấn đấu và có những thành công nhất định. Hôm nay đến dự đại diện ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong hội đồng giáo dục nhà trường, tôi rất vui và cũng rất là xúc động trước sự trưởng thành của em. Thay mặt các thầy cô giáo ban giám hiệu, các thầy cô trong hội đồng giáo dục nhà trường xin chân thành cảm ơn các em, và điều đáng tự hào đó là các em trưởng thành và các em đã nhớ đến mái trường và quay trở về. Tri ân các thầy các cô một lần nữa, thay mặt cho các thầy cô xin chân thành cảm ơn các em. Và chúc các em cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp mình. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng kính mời bạn Liên lên phát biểu đáp biểu. Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh, quý vị cùng toàn thể các bạn, vừa rồi cả lớp chúng ta được lắng nghe ý kiến của thầy Nguyễn Ngọc Luân, hiệu trưởng nhà trường. Thầy đã có chỉ đạo cũng như là căn dặn cho tất cả lớp chúng ta đã đạt được những cái thành công trong suốt một cái quãng thời gian hơn 30 năm, và thầy rất mong muốn là lớp E của chúng ta còn thành công hơn nữa, còn gắn kết hơn nữa, và tình bạn của 12E sau 5 năm, 10 năm, 20 năm và nhiều hơn nữa vẫn cứ gắn kết, vẫn cứ chan hòa như thế này. Thay mặt cho tập thể lớp, em xin trân trọng cảm ơn ý kiến của thầy, và chúng em sẽ từng bước
một điểm biến đó trở thành thực tế trong cuộc sống. Và nói lời cảm ơn với thầy cô của mình thì bao nhiêu cũng không đủ. Thì em xin mượn một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân để cảm ơn thầy cô đã được không ạ? Bài hát mang tên Bài ca Người giáo viên nhân dân. Và em rất muốn đã được hát cùng với cô giáo chủ nhiệm của mình, cô Trần Thị Minh Thu. Bye.
dù có đi xa, trong tim là cả quê trường.